Kỳ này lên Đà Lạt tính làm cái mấy cái MV đồ, xăm quần ngồi hát mấy cái music video đồ, nhưng mà Đấng sáng tạo rất là công bằng, không lấy đi của ai tất cả và cũng không cho ai tất cả. Không có món quà này thì con sẽ có món quà khác. đây là cái thứ xe mà cho dù có tiền cũng không chơi được. Nếu như ở giữa rừng như thế này mà xe nó hư thì không phải là đi vì đam mê đâu, đi vì đéo có tiền mua xe. Đi xe này nó ít hao hơn, gặp công an còn xin được tiền đổ xăng. Và khi mà dân chơi hết trò gì chơi thì tháo xe ra chơi. Và ở đây là đèo Gia Bắc. Ok, đèo Gia Bắc lâu lắm rồi mới đi lại cái con đèo Gia Bắc này. Đường thì rất là xấu, đi như phi ngựa. Và đây là cái để tăng sự hưng phấn, đứt dây ga rồi. Và dây ga hai đầu không có chì nào hết, căng lắm. Tôi dính đây rồi. Có âm thanh không ta? Ồ, âm thanh quá mạnh luôn. Chơi được, vẫn chơi được. Nè, lấy bình nhớt ra. Đâu? Đây. Cho nhớt vô. Cho nó êm. Min chả mũn. Nhiều lúc muốn đốt bà nó đi cho nó xong. Mà đốt xong rồi lấy cái đéo gì mà đi. Đấy, cho nhớt vô. Ê. Xong rồi sạc cái ống. Ở giữa cái đèo như thế này mà đứt dây ga mà có tiền thì không có dây ga thì có nước mà cầm dây ga mà giật mà chạy. Thế thôi cuộc sống mà. Đục ánh sáng màu màu mè ở đây đẹp dữ ta. Giờ mình sẽ buộc cái dây ga. Trước khi buộc thì mình sẽ làm cái gờ, làm lại cái gờ chịu của nó. Cái gờ đây nó chịu cái ống ga lại, mình sẽ dời nó lên cao. Rồi bóp chặt quá giờ nó ra cũng mệt. Đây là cái thứ xe mà cho dù có tiền cũng không chơi được. Nếu như ở giữa rừng như thế này mà xe nó hư thì hai cái này nè, hai cái cục đỏ đỏ này nè, không phải gắn cho nó ngầu đâu. Á, nhiều lúc dựng xe nó ngã cái nó gãy tay côn cái là thôi ngồi khỏi chạy nghỉ chơi. Lúc đó má vô côn sống chạy buồn cười lắm, chạy về nhà là banh luôn cái hộp số đó. Đó là hai cái đồ đó đó, không phải gắn cho đẹp đâu, gắn cho ngầu đâu, có mục đích cả đấy. Và bây giờ là sẽ lòn cái dây kẽm này vô để buộc cố định dây ga lại. Nói chung là đi xe này cũng dễ mà, hư đâu sửa đó. Không phải là đi vì đam mê đâu, đi vì đéo có tiền mua xe. Đi xe này nó ít hao hơn, gặp công an còn xin được tiền đổ xăng. Bây giờ là buộc chặt cái mối dây tương tư này lại, buộc chặt mình lại. Đấy, tạm thời là mình sẽ cố định nó như vậy thôi. Và cái tiếp theo một vòng nữa thì mình sẽ buộc nó cứng hơn, nó chặt hơn, kỹ hơn để chạy không phải bị tuột dây ga. Kỳ này lên Đà Lạt tính làm cái mấy cái MV đồ, xăm quần ngồi hát mấy cái music video đồ, nhưng mà lại sự cố và mình không có làm được thì mình làm cái khác, thế nên nó cũng hơi hơi không có sự chỉnh chu đấy. Lên ghế rồi, đục quá phê. Dây kẽm rất là lợi hại, không phải là dây kẽm để làm vỉ nướng hay là để buộc thịt vô trong bô xe đâu. Ấy ấy ấy, lên ra lên ra lên ra, ấy ấy ấy, quá ngon. Có vẻ như tôi không có thích hợp với những cuộc chơi đông người, và đi đâu cũng vậy, thường là đi một mình. Đi một mình không phải là không có ai đi cùng, mà là đi một mình á, thích gì làm nấy, thích đái đâu thì đái đó. Rồi xong rồi, đến cái bình xăng, quên cái thùng xăng, mới đổ 10 lít xăng luôn.
nặng quá trời nặng luôn. Đi lên đây chơi. Vô. Đi xe này nói vậy thôi, thùng thích thì tháo ra. Rồi, chỉ việc đè nó xuống thôi. Thế thôi, đứt dây ra có gì đâu mà ngại. Tí nữa là đạp cái kiến. Rồi, cho đồ vào xe. Đây là cái bơm lốp cho nó căng ha. Thế là xong rồi đấy. À, bây giờ là chặn đồ lên xe và tiếp tục chơi thôi. Ok, và bye bye và hẹn gặp lại ở những cái clip hay ho phía sau. Rồi, tháo bao tay ra. Nhét chiếc yên xe cho nó khỏi bệnh. Cài dây đai yên xe vào. Ok, bye bye.